Sáng ngày 11 tháng 2 năm 2022, hai xe biển số xanh 80A đã tiến vào Sở Tài chính Bình Thuận. Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã công bố quyết định khám xét nơi làm việc của bị can Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. Ông Toàn vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an khởi tố bị can và bắt giam vào chiều tối ngày 10 tháng 2. Cùng thời điểm này, các tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đồng loạt khám xét nhà riêng của các bị can Ngô Hiếu Toàn và Hồ Lâm là cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận. Lê Nguyễn Thanh Danh là cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin của Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận. Lương Văn Hải là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Trước đó, chiều ngày 11 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an C01 đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can đối với các cựu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, gồm Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Lương Văn Hải, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh và Ngô Hiếu Toàn. Sau khi công bố các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, các bị can đã được đưa về trại tạm giam của Bộ Công an. Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã giao cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát các lô đất số 18, 19 và 20 có tổng diện tích hơn 92.600 m² với giá tiền 1,2 triệu đồng một mét vuông, dù biết rằng đây là giá đất của năm 2013. Từ tham mưu đề xuất của Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã giao cho Công ty Tân Việt Phát 3 lô đất để triển khai khu dịch vụ thương mại và dân cư Tân Việt Phát 2 ở phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Hành vi này đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên 71 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vẫn đang thực hiện các thủ tục tố tụng liên quan đến vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận.